là sáng chiều chúng ta bấm 6 cái huyệt đạo. 6 huyệt đạo, 6 huyệt đạo. 6 huyệt đạo hỗ trợ trợ sức khỏe. Khỏe thiền. 6 huyệt đạo thứ nhất là huyệt bách hội. Huyệt bách hội. Huyệt bách hội nằm trên đỉnh đầu á, chút xíu chỉ cho quý vị. Đỉnh đầu. Thứ hai là huyệt dũng tiền hoặc là dũng tiền. Dũng tuyền là dưới lòng bàn chân. Lòng bàn chân. Cái thứ ba nữa là huyệt lao cung. Huyệt lao cung là lòng bàn tay. Thứ tư là huyệt hợp cốc. Huyệt hợp cốc. Hợp cốc trên mu bàn tay. Thứ năm là huyệt chiên chung. Giỏi có chỗ để chiên chung mà quý vị coi lại. Chiên chung, chiên chung. Rồi, sáu nữa là huyệt đan điền. Còn huyệt nữa gọi là huyệt mệnh môn. Bảy huyệt mệnh môn. Huyệt mệnh môn. Đi tiểu nhiều rồi bấm vô đây hết tiểu nhiều nè. Rồi bây giờ từng cái một này nha. Bấm là gì? Là bấm vô cái ngón cái bấm vào xe theo chiều kim đồng hồ. Ví dụ mình bấm vô đây. Bấm vô đây cái xe theo chiều kim đồng hồ. Bấm đây nè ngón cái bấm vô mình xe. Xe vòng 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 đây nè. Có những huyệt bấm xe, có những huyệt là dò luôn và dỗ. Huyệt đan điền với chiên chung á là dỗ vào nằm. Bảy cái huyệt này thì hai cái huyệt phải nằm giải. Đó là huyệt chiên chung và huyệt đan điền. Huyệt chiên chung á, bây giờ ví dụ cần cổ mình đây, cái tay mình đây nè, ở đây đây nè, cái ngực mình đây, ngực mình đây, cái chấn thủy nó chỗ này nè, đã đây đây huyệt chiên chung nè, huyệt chiên chung nè, nằm đây, đây nè, đây nè, đây nè, cái chấn thủy mình đó, huyệt chiên chung nằm đây nè. Cái người xác định cái huyệt chiên chung nó nằm trên đây là trên ngực mình nè. Do đó mình vỗ đây nè, vỗ là khoảng 36 cái, người ta kêu thôi mình vỗ mười mấy cái cũng được nữa. Vỗ đây nè, hoặc là mình dò đây, dò xe nó, xe đây nè. Huyệt chiên chung, huyệt này ghê gớm lắm nha, nó giải luôn cả khu vực này nè. Huyệt chiên chung mà nằm nha, lúc nằm á mình nằm á ngửa lên giải đây. Còn huyệt đan điền là huyệt chiên chung nha. Còn huyệt đan điền, đan điền á là mình đây. Quý vị thấy cái rúng mình không? Rúng mình đây. Mình để bốn cái ngón tay gọi là bốn thốn á, bốn ngón tay đây. Ngón tay mình đây, ngón tay đây, ngón tay đây, ngón tay đây, ngón tay đây. Thì cái huyệt đan điền nằm chỗ này. Nhớ là cái rúng rồi để bốn cái ngón tay đây gọi bốn thốn xuống huyệt đan điền đây. Mình nằm mình mới dò. Mình dò xe huyệt đan điền đây nè. So cùng chiều đồng hồ 36 lần hoặc là vỗ, vỗ bẹp 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 36 cái nhẹ 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 nó. Hai cách. Hai huyệt này, một là so, hai là vỗ bẹp 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 bẹp. Chọn cái nào được chọn cái. Cái đây gọi là huyệt đan điền. Có hiểu không? Huyệt đan điền đây là ở ngoài trước cái bụng mình, cái này là rún nè. Cái này là rún. Thì đây là bốn cái ngón tay gọi là bốn thốn nè, bốn thốn đặt lên là bốn thốn nè, thì nằm phía dưới này. Ở huyệt đan điền. Nên cái người nào mà bị bí tiểu á, ta lấy cái miếng chanh, miếng chanh mình đó, rồi mà vôi á, vôi ăn trầu á, mình chà lên trên miếng chanh xíu, mình vuốt từ huyệt đan điền này vuốt ra phía trước, vuốt cùng vuốt một chiều thôi nha, việc vuốt trên xuống từ huyệt đan điền vuốt ra phía trước, vuốt 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 chút xíu thì tiểu được, đó là cấp cứu tiểu đấy. Cái đó gọi là những người mà bí tiểu. Nhớ miếng chanh, cắt miếng chanh,
rồi voi ăn dầu á để lên miếng rồi vuốt này, vuốt nhẹ nhẹ từ cái nguyệt đăng điền nè, vuốt dài xuống, vuốt một chiều không có vuốt ngược lại, vuốt chiều vuốt hồi đi tiểu được. Nếu cái người này đi tiểu hoài không cầm xón, nói chung là cái đường tiểu này nè, cái mệnh môn nó lạnh á, nhí hoài vậy đó, thì người ta cứu bằng ngải cứu. Cứu ở đâu? Cứu ở chân lỗ rúng nè. Cái đây là lỗ rúng nè, đây là rúng. Rúng này lấy muối bọt á, đổ vô rúng, muối bọt nghe, đổ cho đầy cái lỗ rúng, muối bọt. À, đổ đầy lỗ rúng. Lấy cái miếng gừng, cắt cái chừng ba ly gừng á, gừng ba ly đặt đây. Đây cái miếng gừng nè, khoảng ba ly, ba gem đặt đây, này gừng. Rồi á, lấy thuốc cứu á, mịn đây nè, bó là thành cục, cục thuốc cứu á, bó là như đứa thuốc cắt khúc. Mình mới để lên miếng gừng này nè, đốt. Nếu đốt mà nó hơi nóng á, ta kẹp cái cây kẹp, lấy đồ kẹp, ta kéo qua kéo lại, dích qua dích lại, tí. Ngồi á, người này nóng lên, nóng cái huyệt nó lên đó, là người ta sẽ đi tiểu lại bình thường. Đó gọi là cứu, hiểu không? Cứu, chăm cứu. Cứu là dùng ngải cứu, ngải cứu là ngải diệp, phải không? Đó, mình phơi khô, gọi là mình bẻ ra, mịn ra, rồi mình quấn lại như cái điếu thuốc, cắt khúc. Rồi mình để ở đây nè, mình đốt cái đầu đó, cho nó cháy xuống. Mà dưới này có miếng gừng, ở dưới miếng gừng có muối vậy á. Để lên trên miếng gừng đây nè, đó là dưới gúng nè, cái lỗ gúng nè, rồi muối đây nè. Rồi miếng gừng dày ba gem nè, rồi miếng thuốc cứu trên này đốt, đốt miếng thuốc cứu, đốt là cứu nè, à, ngải cứu. Mình dò thành điếu thuốc, rồi mình cắt khúc thôi, rồi mình đốt lên cho nó cháy, mới để lên. Để cái đầu cháy lên trên, cái đầu không ở dưới, nó cháy từ 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 xuống, nó nóng. Ngày làm hai lần, sáng chiều. Đúng rồi, đẳng luôn. À, chút rồi đầu mình nằm úp rồi lại, nó văng ra hết. Nha, rồi lấy đồ chùi thôi, đừng có móc nha, móc nó đau bụng. Lấy khăn gì đó mình chùi thôi. Thấy nó dơ gì dơ, đừng móc, móc nó đau bụng. Mình chỉ lấy khăn mình chùi, mình tắm thôi, chứ đừng có móc thẳng vô lỗ rúng, móc nó đau bụng. Tại vì cái lỗ rúng á, cái nguyệt đó chính là cái dây rúng, là dây nuôi thân mạng của mình á. Ở bụng mẹ đó, chính cái đường dây đó nuôi mình đâu có thở. Mẹ nuôi thân mạng của mình bằng cái đường dây rúng đó đó. Người ta nghiên cứu cái này á, cái đường dây rúng này nó chạy lên qua thận. Nó có liên quan tới thận. Thằng lạnh có cái mệnh môn, nó lạnh nó sanh ra đó đó. Bây giờ mình chỉ cần ấy lại mệnh môn với thận là nó sẽ good, gọi là nó hoạt động tốt rồi lại. Người ta nghiên cứu cái gì đó. Chăm cứu, chăm là chăm vô, à, cứu là kiểu này nè. Dạ, dân dân. Rồi bây giờ á, các huyệt khác nha. Cái huyệt này á là huyệt đan điền nha. Huyệt đan điền với huyệt dương chung chúng ta biết rồi. Bây giờ huyệt bách hội. Huyệt bách hội là cái đầu của mình nè. Giữa cái đỉnh đầu mình á có huyệt bách hội. Đây nè, có huyệt bách hội. Chúng ta xe này nè, xe bấm vô xe nó. Giữa đỉnh đầu luôn á có huyệt bách hội, là bấm lên xe nó. Xe nhẹ vừa thôi à. Nên quý vị cái gì chứ đừng có đốt trên đầu. Đốt trên đầu nó có những cái dây á, nhằm khi nó chạm. Không, hơ là hơ kiểu này. Hơ lỗ mũi hoặc là hơ tai á, và hơ ngải cứu đầu. Dù nhức đầu quá đó, ta hơ là bằng cách này. Lấy cái thuốc cứu á, rồi bắt đầu mình mới sắc mỏng mình hơi khô. Hơi khô là mình dấn vô thành những cái điếu thuốc vậy đó. Mình kéo mình hút lên nè, hút lên cái đầu mình kê nó sát, kê sát đây mình hơ. Không, cái này thì mình gọi là giải huyệt thôi chứ không có giải hơ. Nhưng mà ý cô hỏi hơ á, thì để gần đây người ta nóng quá dở lên, hoặc là đây nó sổ mũi thì cũng kiểu đó đó, để sát đây dở lên, sát đây dở lên, hai bên đây nè, hai đây nè, là hết sổ mũi liền, tức khắc hết liền, tức khắc ngải cứu á, hết sổ mũi liền, hỏi mũi hoài đó, dị ứng á, hơ đây hơ nóng quá dở lên, nóng quá dở lên, về đây cái nó hết nóng, kéo như hút thuốc vậy, kéo phà ra rồi hơ nữa, à, hơ nữa. Rồi cái tay chân mà bị liệt, co chỗ nào quắp, mấy người mà tai biến á, co quắp bên đâu đó thì lấy ngải cứu hơ chỗ đó, dấn điếu bự chút, hơ cái chỗ nào mà nó liệt, nó ấy đó, chỗ nào đau á liệt đó, ta kéo dài hơi nhẹ hút lên hơ, đó là nhẹ liền, tại chỗ là ra vô liệt liền, hiểu không? Đây là huyệt bách hội. Huyệt này là bách hội đầu mình nè, huyệt này là huyệt bách hội.
Cái đầu mình đó, chân mày nè, đó, lỗ mũi nè, cái miệng nè, nó giống ai không? À, đi đây thì đầu mình là Nguyệt Bách Hội. Nguyệt Bách Hội. Nên ta để tay nào ta xe đây nè, xe Nguyệt Bách Hội. Rồi dưới cái lòng bàn chân là Nguyệt Dũng Tiên. Đây, thầy đưa đi lên đây đi. Đưa làm sao mà thấy cái lòng bàn chân quay ngang. Quay phía bên kia bên đây gì không biết. Lòng bàn chân đây nè, cái kẻ này nè, đi xuống đây là Nguyệt Dũng Tiên đây nè. Không phải giữa lòng bàn chân này mà giữa chỗ này nè. Những người nào già lớn tuổi á, tối á chỉ cần bấm Nguyệt Dũng Tiên này. Bấm xe, bấm mạnh xe, bấm ngón cái nè, bấm ngón cái nè xe. À, bấm đây xe. Đau lắm á, rồi lấy dầu nóng á, quẹt đây nè. Dầu nóng quẹt cho Nguyệt Dũng Tiên xuống nè. Rồi lấy vớ đeo vô thì cái người đó không có bị bệnh tầm bậy bạ mà thông kinh lạc trong mình. Đó là Nguyệt, đây là Nguyệt Dũng Tiên, Nguyệt Dũng Tiên dưới lòng bàn chân. Nguyệt Dũng Tiên, dũng như vậy á, dưới lòng bàn chân này, ví dụ như ngón cái nè ha. À, không biết cái này đẹp không nữa à. Đó, lòng bàn chân đó. Thì nó nằm chỗ này nè. À, Nguyệt Dũng Tiên. À, bấm vô đây. Bấm vô đây xe, bấm mạnh đây xe đau lắm á. Nên là bấm vô đây xe xong rồi lấy dầu sức vô một cái đi ngủ là ngon lành. Lấy dầu kéo đường thôi, chân chỗ đó thôi, đi ngủ. Nguyệt Hợp Cốc. Đây tay đâu? Nguyệt Hợp Cốc, ngón cái với ngón chỉ cái chân đây nè. Nguyệt Hợp Cốc nè. Giữa ngón cái ngón chỉ xích lên đây chút xíu nè, đây là Nguyệt Hợp Cốc. À, thầy bấm đi. Ờ đó, bấm vô xe nhẹ nó à, Nguyệt Hợp Cốc. Đau lắm á, bấm thử đi, hai bên nha. Bấm hai bên, đó là Hợp Cốc. Bách Hội rồi, Dũng Tiên rồi, lao cung là giữa lòng bàn tay. Thầy giơ lòng bàn tay ra như chưởng đi, giáng lâm thập bát chưởng đi. À, tay kia, tay mặt rồi. Thì nè, đây xuống đây, cái chân cái giữa này nè, thấy không? Bốn ngón nè, thì cái chân cái giữa nè, xuống đây, cái chân đây nè. Là Nguyệt lao cung. Lao cung chân đây xuống đây chút xíu chứ không phải giữa lòng này đâu nha, mà trên đây nè, nó nằm chỗ này nè. Đây xuống đây nè, đây là Nguyệt lao cung. Xe nó, à xe Nguyệt lao cung, à, đau lắm á. Tự mình làm thôi, mình mới tiết chế nó được, người ta làm mình la làng. À, đó là Nguyệt lao cung. Rồi á, Nguyệt chiên chung nãy nói rồi, chân giữa này nãy nói rồi. À, Nguyệt đan điền phía dưới nói rồi, Nguyệt mệnh môn. Mệnh môn quay lại sau lưng. Đây nè, ở dưới ngang cái thắt lưng nè, lên trên chút xíu, lên trên thắt lưng xíu. Mình đè vô đâu chân cột xương sống đó, đâu là đó là Nguyệt mệnh môn đó. Đâu đè thử đi, nó có một chỗ đau, đè lên đè xuống. Ngang cái thắt lưng mình xích lên chút xíu, đè lần lên. Chỗ nào đau đó là Nguyệt mệnh môn. Dò đi, thử đi có một chỗ đau. Phát hiện ra chưa? Đó có chỗ đau, xe chỗ đau đó là xe Nguyệt mệnh môn. Nguyệt mệnh môn này là nó sẽ chỉ huy cho cái thận và cái đường tiết niệu đi tiểu rồi đó, cho nó thông ngoài lại, mở nắp đóng nắp rồi cho ngon lành ngoài lại. Đó Nguyệt mệnh môn. Dò đi, dò thử đi, trên đường xương sống mình sao, ngang thắt lưng của mình nó xích lên chút xíu. Mình dò từ từ, đè vô chỗ nào đau. Thì bữa sau biết cái chỗ đó, mình để đè chỗ đó thôi. Cái đó gọi là dò huyệt á. Có không, chỗ nào đau là nó đó. Một chỗ một à, mới đau là mệnh môn. Như vậy thì sáng mình giải nguyệt 7 nguyệt này một lần, tối giải một lần, có 2 nguyệt phải nằm nha. Đó là Nguyệt đan điền và Nguyệt chiên chung phải nằm. Còn năm cái nguyệt kia, nhất là Bách Hội nè, Dũng Tiền nè, Hợp Cốc nè, Lao Cung nè và Mệnh Môn, thì ngồi cũng được, đứng cũng được. Nhưng mà đứng thì không thể giải Nguyệt Dũng Tiền được, phải ngồi. Dũng Tiền lòng bàn chân mà. Còn lòng bàn tay nè, mình ngồi đây nè, đó mình giải. À, còn các cái bài khác như là diện chẩn, như là khí công thì mấy lần sau chúng ta sẽ học tiếp. Một bữa thì chỉ ít cho quý vị thôi.